Bài thực hành là nhận diện bản thân mình. Chúng ta có đang dùng những hoạt động để giải quyết cho những vấn đề trong tâm tài không? Ví dụ như chúng ta căng thẳng thì chúng ta dùng cái hoạt động là đi cà phê, đi shopping, đi ăn để giải tỏa cái căng thẳng của mình. Sự thật, những cái hoạt động đó chỉ để khỏa lấp hoặc là vuốt ve chúng ta trong cái bối cảnh đó thôi. Còn cái năng lượng căng thẳng, cái năng lượng tiêu cực không được giải quyết. Vậy thì hãy soi rọi xem chúng ta có hay dùng cái hoạt động nào để khỏa lấp cho tâm trạng của mình hay không. Khi mà cô hỏi như vậy á, thì em suy nghĩ lại thì em thấy là mình không có muốn hướng ra ngoài, có nghĩa là khi có vấn đề gì đó chỉ muốn đi về nhà thôi. Có thể là mình sẽ ngồi mình suy nghĩ lại chứ mình không có muốn giải quyết nó theo cái cách là đi ra đám đông, bởi vì nó không giải quyết được, nó chỉ là cái bề nổi thôi, cái đó là cái tự nhiên của em chứ không phải là em cố ý hay là gì hết. Em sẽ đọc sách hoặc những cái sách tâm lý mình yêu thích, cũng như là thư thả đi một mình thư giãn, mình không để cho những cái mô thức cũ nó tự động, mà mình làm chủ được cái suy nghĩ và tâm trí của mình hơn. Cuộc sống của mình là mình do mình làm chủ.